trợ giúp bạn. Hôm nay thì Labi sẽ dắt các bạn đi tham quan và đi thưởng thức một món trà, trà hoa đó các bạn, trà hoa từ trái cây luôn. Nó ở đường Lê Văn Sĩ đó. Quán trà này có tên là Dolly Tea. Nó có trà và có bánh luôn. Sau đây thì Nabi sẽ dắt các bạn đi tham quan và thưởng thức các món trà nha. Bạn cùng đi với Nabi nào.